Xin chúc mừng sinh nhật tất cả mọi người. Chúc mừng sinh nhật. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện với sự tài trợ của Vinaphone. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em Vinaphone. Hôm nay sẽ có 3 thí sinh tham dự chương trình và bây giờ chúng ta sẽ nghe 3 thí sinh giới thiệu về họ. Xin mời thí sinh đầu tiên. Thời niên thiếu con ngoan trò giỏi, lớn đứng kênh con gái nào ưa, bị em chê nên ngồi chồm hổm. Chúc mừng sinh nhật Hoàng Nguyên. Ra sân gôn túi đeo bên phải, ghé giường qua túi nhảy sau lưng, lội dưới biển ba lô đeo trước. Chúc mừng sinh nhật Hồ Dương. Chiếc áo hồng em cười trong nắng, xinh quá trời chẳng thấy anh theo, đành ngồi đây làm duyên một mình vậy. Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Thị Minh Phương. Chúng ta đã nghe 3 thí sinh giới thiệu về họ và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ và giao lưu với họ. Xin chào bạn Hoàng Nguyên. Dạ chào anh Mừng Lên. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Dạ. Ủa sao tay bạn lạnh ngắt vậy? Rung. Rung hả? Rung cái nó lạnh. À, thường là bạn hay rung như vậy à? Dạ ít lắm. Ít rung hả? Dạ. Trường hợp nào bạn mới rung? Ngoài trường hợp hôm nay. Tại đông quá em rung. Đông quá rung. Bạn đang làm nghề gì? Dạ bên nhà hàng. Làm nhà hàng? Dạ. Bạn làm chuyên môn là gì? Dạ nấu ăn. Nấu ăn? Được bao nhiêu năm rồi? Dạ đi theo sư phụ. Sư phụ chưa dạy. Chưa biết nấu. Đi theo sư phụ bao nhiêu năm rồi? Dạ một năm. Một năm mà chưa dạy gì hết, chưa biết nấu. Dạ. Nấu cơm được không? Dạ được. Hy vọng rằng sau khi học xong sư phụ dạy nhiều rồi đó, mình sẽ nấu ăn, mình khỏi cần là cua. Mình nấu ăn ngon thiệt ngon. Mà thường nghe phụ nữ mà thấy biết đàn ông mà nấu ăn ngon là hay khoái. Cố gắng nha. Dạ. Cố gắng ngon thì ngon. Dạ. Hôm nay bạn đến phim trường với ai? Dạ với gia đình của em. Gia đình của bạn Hoàng Nguyên. Chúc bạn thật nhiều may mắn. Dạ cảm ơn anh. Xin chào anh. Dạ. Anh đang nhìn Vương Linh. Dạ. Anh đang suy nghĩ gì? Dạ. Vương Linh hay là giải thưởng? Dạ. Nhìn Vương Linh mà nghĩ về giải thưởng đúng không? Dạ cả hai luôn anh. Cả hai luôn? Dạ cả hai. Anh đang làm nghề gì? Dạ em làm bên là kỹ sư phần mềm. À kỹ sư phần mềm. Mà đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước công chúng như vậy? Dạ lần đầu. Sinh nhật của bạn thường tổ chức ở đâu? Dạ với bạn bè ở những cái quán ra ngoài không anh, chứ ít khi nào tổ chức ở nhà. Tổ chức dã ngoại thường xuyên? Dạ dã ngoại. À và trong cuộc sống bạn thích điều gì nhất? Dạ thích, hồi nhỏ thì ở quê thì thích tắm mưa. Tắm mưa? Dạ. Cái này nhiều người thích lắm mà. Dạ dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ ở Bình Phước anh. Bình Phước? Dạ Bình Phước. À trên đó là rừng cao su rồi nhiều lắm đúng dạ, không? Dạ cao su. Bạn đến thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ hơn 6 năm rồi. Hơn 6 năm rồi. Dạ. Hôm nay bạn đến trường với ai? Dạ em tới một mình. Một mình? Dạ. Không có bạn bè gì hết? Dạ không. Nhưng không sao, rất là yêu quý bạn. Dạ. Đây khán giả của bạn. Dạ hy vọng khán giả sẽ giữ. Chúc bạn một ngày thật là may mắn. Dạ cảm ơn anh. Xin chào. Dạ chào anh Nguyễn. Chào bạn Minh Phương. Dạ chào. Hôm nay trong ngày sinh nhật của bạn, trông bạn rất là đẹp, rất là dễ thương. Sinh nhật nào đáng nhớ nhất của bạn? À, sinh nhật đáng nhớ nhất của Phương là sinh nhật năm vừa qua, năm rồi, 2006. Thì lúc đó là công việc của Phương rất là bận, cho nên là Phương không có dự tính là tổ chức sinh nhật. Nhưng mà không ngờ là người nhà của Phương, kể cả con trai Phương nữa, đã âm thầm là tổ chức sinh nhật cho Phương. Thì đến lúc mà chiều đến thì bé như là gia đình mọi người đẩy bánh ra rồi bé hát cái bài chúc mừng sinh nhật của Phan Đình Tùng á, hát chúc mừng Phương. Phương rất là ngạc nhiên. Rất là ngạc nhiên, nhưng mà sau đó vì bé hát được cái bài này á, là vì cái bài này nó lồng nhạc trong cái đĩa thôi nôi của bé mà bé thường hay nghe, cho nên là bé thuộc cái luôn. Bài đó dạ. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của một khi mà đứa mẹ. Con đầu lòng của mình biết hát, tặng mẹ một bài hát. Dạ. Hôm nay bạn đến phim trường với gia đình. Dạ, bạn đến phim trường với gia đình của bạn Phương. Dạ. Xin chúc cho bạn một ngày thật thành công và hạnh phúc và nhiều điều may mắn. Dạ, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, như vậy là ba thí sinh này giới thiệu về họ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 1 của chương trình Chúc mừng sinh nhật để tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui.
Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 1 của chương trình Chúc mừng sinh nhật. Ở vòng 1 này thì ba thí sinh sẽ trả lời ba câu hỏi bằng hình thức là xem một đoạn phim hoặc là xem hình ảnh của những người khách mời nổi tiếng. Và đoán chính xác số tuổi của khách mời, thí sinh sẽ nhận được âm 5 điểm. Và sau khi kết thúc hai vòng, thí sinh nào có số điểm âm lớn nhất, thí sinh đó sẽ có cơ hội nhận giải thưởng là 50 triệu đồng. Và đầu tiên thì chương trình Chúc mừng sinh nhật sẽ tặng cho ba thí sinh mỗi người âm 5 điểm. Ở vòng 1 sẽ có 3 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Thưa quý vị, có thể nói năm vừa qua là một năm rất nhiều may mắn và hạnh phúc đến với Quỳnh khi Quỳnh đã vinh dự nhận được giải thưởng Én Vàng năm 2007. À, đến với chương trình Chúc mừng sinh nhật lần này, Như Quỳnh có một câu hỏi rất đơn giản dành cho quý vị. Quý vị ơi, quý vị có đoán được là năm nay Như Quỳnh bao nhiêu tuổi không ạ? À? MC Như Quỳnh, người vừa đoạt giải Én Vàng của cuộc thi MC truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất đơn giản. Quý vị nào đã xem chương trình truyền hình hãy tư vấn cho thí sinh chúng tôi ạ. 20, 19, 21. Mình kêu bao nhiêu? 21, 22. Con, máy nói cho mẹ đi con. Nó đưa hai ngón tay, nó nói hai. Rồi, bây giờ thì khán giả đã đưa ra những dự đoán rồi. Thí sinh chúng ta bắt đầu. Hoàng Nguyên, 20. Hồ Dương, 20. Và Minh Phương cũng 20. Chúng ta hãy chờ xem. Xin mời. Như Quỳnh còn trẻ lắm và 20 tuổi là con số chính xác. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Đây là một sự kiện mới vừa xảy ra thôi, thành ra chúng ta vẫn còn nhớ như in. Cô MC trẻ này mới 20 tuổi chính xác. Chúc mừng cả ba thí sinh. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Đây là người mẫu Quỳnh Thi. Cô là một trong những người mẫu đầu tiên được tham gia phỏng vấn trên kênh Fashion TV. 2 năm trước, chúng ta còn được thấy cô với vai trò là một diễn viên trong phim 39 Độ Yêu. Xin hỏi Quỳnh Thi năm nay bao nhiêu tuổi? Người mẫu, diễn viên, điện ảnh Quỳnh Thi. Có lẽ rằng chúng ta hãy lục xem nha, trong đầu chúng ta những hình ảnh Quỳnh Thi xuất hiện trên TV vào lúc nào. Và hình như cô có nói số tuổi cô ở đâu đó, một chương trình nào đó. Xin mời quý vị. 21, 25, 22. Chúng ta đưa tay cao lên cho thí sinh chúng ta nhìn thấy. 24. 20. Bao nhiêu? Bây giờ thì thí sinh sẽ đưa ra đáp án của mình. Một lần nữa, cả ba thí sinh đều 25. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cả ba cùng một ý tưởng với nhau. Cả ba cùng một sự suy đoán và cùng suy nghĩ giống nhau. Và bây giờ chúng ta hướng về màn hình xem Quỳnh Thi bao nhiêu tuổi. 25. Chính xác. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Bắt đầu. Xin chào khán giả của chương trình Chúc mừng sinh nhật. Mình giới thiệu cho mình nha. Mình là Đỗ Đức Thịnh, hiện là diễn viên đạo diễn ở sân khấu kịch Phú Nhật. Mình sinh năm... Quên, cái điều này thì các bạn phải đoán. Các bạn đoán thử coi, năm nay mình bao nhiêu tuổi? Diễn viên đạo diễn Đức Thịnh. Và năm 2005, anh đã đoạt được giải Mai Vàng của báo Người Lao Động. Chúng ta hãy đoán xem, diễn viên đạo diễn Đức Thịnh là năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 35. 33. 19. Bên kia bao nhiêu ạ? Chúng ta đưa ra con số cụ thể, đưa tay lên luôn. 33. 23. 53. Thấy đưa số 5 với số 3 là 53. 53 Đức Thịnh buồn dữ à. Khoảng 30 thôi. Quỳnh Linh ngày nào cũng gặp hết trơn mà chưa bao giờ biết tuổi, nhưng mà đoán khoảng 30. Xin mời Hoàng Nguyên, Hồ Dương và Minh Phương. 33, 35. 33 hay là 35? Chúng ta chờ xem. Chỉ có Đức Thịnh mới đưa ra con số chính xác thôi. Xin mời diễn viên đạo diễn Đức Thịnh. Thật ra mình còn trẻ lắm, mình chỉ mới 33 thôi. Anh Hồ Dương đang suy nghĩ gì ạ? Tiếc rẻ đúng không? Dạ hơi tiếc. Hơi tiếc chút xíu. Dạ, nhưng không sao anh, chơi là vui mà anh. Hai số điểm ngang bằng nhau là bạn Hoàng Nguyên và bạn Minh Phương. Và tôi đã chúc mừng bạn Minh Phương vì bạn ấy có số tuổi cao hơn bạn Hoàng Nguyên. Minh Phương, bạn là người có số điểm âm cao nhất. Chúc mừng bạn. Happy, happy, happy.
Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 2 của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Ở vòng 2 này vẫn là đoán tuổi của các vị khách mời của chúng tôi. Và ở vòng 2 có 2 câu hỏi. Nếu như thí sinh đoán đúng một câu hỏi thì thí sinh sẽ được âm 10 điểm. Ở vòng 2 câu hỏi khó hơn nhiều. Không phải chúng ta đoán một người mà chúng ta đoán 2 người, 3 người, 4 người và thậm chí 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tùy theo gia đình của họ, gia đình có bao nhiêu, bạn bè có bao nhiêu, chúng ta đoán bấy nhiêu, cộng lại là bao nhiêu. Cố gắng lên. Câu hỏi số 1 ở vòng 2 bắt đầu. Đây là diễn viên điện ảnh Quách Thu Phương. Hiện chị đang công tác tại đoàn 1 sân khấu kịch Tuổi Trẻ Hà Nội. Đây là hình hai mẹ con chị chụp vào năm 2006. Xin hỏi tổng số tuổi của hai mẹ con nghệ sĩ Quách Thu Phương lúc này là bao nhiêu? Diễn viên Quách Thu Phương đã đóng rất là nhiều phim và hiện nay đang công tác tại nhà hát kịch Tuổi Trẻ Hà Nội. Và chị là một trong những diễn viên rất là năng động và rất là sáng tạo và tạo được ấn tượng đối với tất cả công chúng của chúng ta. Chúng ta đoán xem Quách Thu Phương và con bao nhiêu tuổi, hai người cộng lại. Xin mời khán giả. 35. 32. Bên kia bao nhiêu ạ? 35. 34. 36. 34, 35, 36, số nào cũng được cả. Xin mời Hoàng Nguyên, 36, cộng thêm tuổi nữa. Xin mời anh Hồ Dương, 37. Quan trọng là con ấy bao nhiêu tuổi. Có thể là bạn Minh Phương đúng. Tôi nghĩ như vậy. Chúng ta hãy chờ xem kết quả cuối cùng. 37. Không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội nữa. Và đây là cơ hội cuối cùng. Câu hỏi số 2 ở vòng 2 bắt đầu. Chào quý vị khán giả của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Tôi là Trần Kiên. Đây là bức ảnh của gia đình tôi. Đứng bên cạnh tôi bên tay phải là bà xã. Đứng kế bên bà xã là con trai út, ca sĩ Tư Lê. Và đứng bên tay trái tôi là con trai lớn. Xin hỏi quý vị khán giả, tổng số tuổi của gia đình Trần Kiên trong bức ảnh này là bao nhiêu? Đây là đạo diễn Trần Kiên, một tên tuổi rất quen thuộc trong giới nghệ thuật và quen thuộc với tất cả khán giả chúng ta. Chúng ta đoán xem đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trần Kiên và gia đình bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu ạ? 135. 135 luôn. Chúng ta cho ba thí sinh một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho họ. Vì đây là giai đoạn rất là quan trọng, ai cũng rung rung tay khi đưa vào bàn phím. Xin mời bạn. Bao nhiêu vậy ạ? 37 hả? Chơi luôn. Chơi luôn. Xin mời anh Hồ Dương. 135, 137. Quyền quyết định vẫn là của anh. 136. Bạn Minh Phương. 153. Bây giờ chỉ có nghệ sĩ Trần Kiên mới trả lời được câu hỏi này. Xin mời đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trần Kiên. Tổng số tuổi của gia đình Trần Kiên trong bức ảnh này là 137 tuổi. 137 tuổi. Cuộc vui thì cũng sẽ còn mãi. Nhưng bây giờ chúng ta tạm thời chia tay với hai thí sinh. Không biết chúng ta chia tay ai đây. Xin chào bạn. Dạ, chào bạn. Bạn là người rất may mắn. Dạ. Và bạn sẽ nhận giải thưởng là 2 triệu 3 triệu. Không biết. Xin mời bạn bước ra đây. Xin chúc mừng anh. Anh sẽ nhận giá trị giải thưởng là 3 triệu đồng. Chúc mừng anh. Xin mời. Người đẹp Minh Phương, hôm nay là một ngày rất hạnh phúc. Gia đình của bạn đang cổ vũ cho bạn. Có cả con của bạn nữa. Dạ. Và bạn sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 50 triệu hay là 2 triệu, còn lại 2 giải thưởng. Dạ, và chúc mừng bạn, bạn sẽ nhận giải thưởng là 2 triệu đồng. Và như vậy là Hoàng Nguyên sẽ nhận giải thưởng là 50 triệu đồng. Nếu như bạn gặp nhiều may mắn, chúc mừng bạn. Thưa quý vị, là như vậy là chúng ta đã tìm ra được thí sinh đã bước vào vòng đặc biệt. Và xin chúc mừng sinh nhật của ba thí sinh và chúc mừng sinh nhật tất cả những người nào có sinh nhật trong tuần này. Happy, happy, happy birthday. Xin chúc mừng cho bạn Hoàng Nguyên, 19 tuổi, đến từ Trà Vinh và đến với vòng đặc biệt của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Chúc mừng bạn. Cảm ơn anh. Bạn sẽ quay 3 vòng quay
Và trong 3 vòng quay đó, tổng số điểm còn lại là 19 bằng với số tuổi của bạn. Bạn sẽ nhận được giải thưởng là 50 triệu đồng. Vòng quay đầu tiên, bạn sẽ quay, nếu như vào số 1 hoặc số 9, bạn sẽ nhận ngay 1 triệu đồng. Xin mời bạn, vòng quay đầu tiên bắt đầu. Số 1 hay là số 9, chúng ta cũng có 1 triệu cả. Dạ. Bạn thích số nào? Thích số 1. Số 1 hả? Số 9 rồi. Qua luôn. Chưa may mắn lắm. May mắn còn ở phía xa xa, phía vòng thứ 2, thứ 3 gì đó. Bây giờ thì bạn quay vòng thứ 2. Vòng thứ 2 vẫn là số 1 của số 9. Bạn sẽ nhận ngay 1 triệu đồng. Xin mời bạn, vòng 2. Cố vũ giùm khán giả ơi. Lần này thì quay mạnh hơn đúng không? Bắt đầu. Chiếc bánh kem của chương trình Chúng Mình Sinh Nhật đã dần dần chậm lại. Và sẽ dừng bất kỳ một số nào. Nếu như vào vào số 1 hay số 9, bạn Hoàng Nguyên 19 tuổi sẽ nhận được số tiền thưởng là 1 triệu đồng ngay tức khắc. Số 1 đây rồi. Bạn Hoàng ơi. Số 1. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Bạn sẽ nhận ngay giá trị tiền thưởng là 1 triệu đồng. Sau 2 vòng quay thì vòng quay số nhất số 0, vòng 2 số 1 là mới 1 thôi. Bạn còn số 18. Nhưng trên vòng quay không có số 18. Chúng tôi sẽ tặng cho bạn 2 thẻ may mắn tương đương với 2 cơ hội của số 18. Bạn sẽ đặt bất cứ vào ô số nào. Nếu như kim của chiếc bánh sinh nhật dừng ở thẻ may mắn, bạn sẽ nhận được 50 triệu. Và nếu như bạn muốn có thêm cơ hội thì Quy Linh sẽ tặng cho bạn 1 thẻ may mắn nữa. Giá trị giải thưởng còn lại là 30. Và nhận một thẻ nữa, một cơ hội nữa thì giá trị giải thưởng còn lại 10. Và nhận thêm nữa thì giá trị sẽ là mãi 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 với những tràng pháo tay mãi mãi. Dạ. Bạn muốn giá trị giải thưởng nào? Thông thường thì sinh nhật của mình thì em thích quà. Thích quà? Dạ. Vì vậy em nhận chọn hộp quà luôn. À, bạn đã xem chương trình này rồi. Dạ. Vì vậy bạn biết rất rành về luật chơi. Nếu như không quay thì bạn sẽ chọn 3 hộp quà. Hộp quà thứ nhất là một tràng pháo tay. Hộp quà thứ hai là 1 triệu đồng. Hộp quà thứ ba là 10 triệu đồng. Bạn sẽ chọn cách là chọn quà, không quay nữa. Dạ. Bạn đi một vòng đi, ngắm đi. Số mấy? Hộp quà nào? Màu nào? Màu nào? Bạn để tay vào màu nào đi. Để tay thôi. Rồi, may mắn sẽ nằm ở đó. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp quà này trước. Hộp quà này mở bên đây là biết bên kia. Hồi hộp thôi. 10 triệu đồng. Một tràng pháo tay. Hôm nay có lẽ là bạn không may mắn lắm. Bạn quay vòng đầu là không có vào số nào. Vòng 2 bạn sẽ gặp may mắn là 1 triệu đồng. Và vòng 3 bạn lại thêm may mắn nữa, bạn nhận được 10 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn, rất đơn giản. Bạn Hoàng Nguyên, 19 tuổi đến từ Trà Vinh đã nhận được số tiền thưởng ở hộp quà là 10 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Vâng anh. Xin chúc mừng cho cả 3 thí sinh. Thay mặt cho nhà tài trợ Vinaphone xin tặng cho mỗi thí sinh một bộ Vinakit trị giá 300.000 đồng ngoài giải thưởng của chương trình. Một lần nữa chúc mừng sinh nhật cho ba bạn và chúc mừng sinh nhật cho tất cả mọi người có sinh nhật trong tuần này. Kính thưa quý vị, chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật của Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Mira thực hiện với sự tài trợ của Vinaphone đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên HTV7. Xin chào. Happy, happy.